là chỉnh EQ này. Đầu tiên là dây số 1 nhé, dây số 1 là dây nhỏ nhất nhé. Dây số 1 là dây nhỏ nhất nhé. Nó về E, về E, về E, về xanh là được nhá. Dây số 2 nhá. Dây số 2 là về B nhá. Về B là xanh là được nhá. Dây số 3 này. Dây số 3 là về G. Dây số 4 này. Dây số 4 là về D nhá. Dây số 5 nhá. Dây 5 về A nhá. Dây số 6 nhá. Dây số 6 là về E là xong nhá. Rồi ok bạn.